Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Hương Giang. Hương Giang sinh năm 1989 tại thành phố Hà Nội, nước Việt Nam. Nguyễn Hương Giang, nickname Giang Mặt To, diễn viên kem MC nổi tiếng. Năm 2009, Hương Giang đã đoạt giải Hoa Khôi Sinh viên Hà Nội. Đây là cơ duyên đã đưa Hương Giang đến với truyền hình. Hương Giang đã được kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam mời đến trường quay trò chuyện buổi sáng. Sau khi ghi hình xong chương trình, ban biên tập đã mời Hương Giang thử sức với vai trò MC. Từ công việc người dẫn chương trình, Hương Giang được nhiều đạo diễn chú ý và mời đóng phim. Hương Giang đã từng tham gia nhiều bộ phim như Mùa Tinh Khôi của đạo diễn Đào Duy Phúc, Phía Cuối Con Đường của đạo diễn Trần Trọng Khôi, Trái Tim Kiêu Hãnh của đạo diễn Quốc Tuấn. Năm 2017, Hương Giang đã gây ấn tượng với vai Trầm trong bộ phim Sống Chung Với Mẹ Trầm. Trong phim, Hương Giang vào một vai cô nàng đồng đảnh, ham vật chất, có nhiều phát ngôn gây sốc. Trầm dựa dẫm vào đại gia để mua nhà, mua xe. Trầm áp dụng chính sách hai không hai có là không chồng, không mẹ chồng và có nhà, có tự do. Trước đây, Hương Giang thường vào những vai cô gái nông thôn, miền núi có tính cách hiền lành, chịu đựng. Vai diễn Trầm là một trải nghiệm thú vị với Hương Giang. Đạo diễn đã chọn Hương Giang vào vai Trầm vì cô có ngoại hình xinh đẹp. Ban đầu, Hương Giang lo ngại bị mọi người ghét vì nhân vật xấu tính, đỏng đảnh. Tuy nhiên, khi bộ phim lên sóng, nhân vật Trầm đã nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Khác với nhân vật Trầm trong phim, ngoài đời Hương Giang có tính cách hiền lành, điềm đạm và nhẹ nhàng. Hương Giang là người dẫn chương trình tại InfoTV, VTV2 và kênh Quốc phòng Việt Nam. Ngoài ra, Hương Giang cũng là diễn viên lồng tiếng tại Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam. Gần đây, showbiz Việt hân hoan chào đón cặp đôi đẹp Hương Giang, Đình Tú, chàng diễn viên điển trai trong Ghét Thì Yêu Thôi. Hương Giang và Đình Tú quen biết nhau trong thời gian quay phim Lặng Yêu Dưới Vực Sâu. Bộ ba diễn viên Đình Tú, Hương Giang và Phương Oanh trong phim rất thân thiết với nhau và thường xuyên đi ăn, trò chuyện. Bạn trai Hương Giang ấn tượng với cô bởi ngoại hình rất trẻ con nhưng tính cách lại chín chắn, hòa đồng, luôn biết quan tâm mọi người. Khi ghi hình tại Hà Giang thì Hương Giang thường mang quà từ Hà Nội lên cho mọi người vì ở đây hoàn cảnh khó khăn. Tình cảm của Đình Tú dành cho Hương Giang không biết từ khi nào nhưng cứ lớn dần theo thời gian. Hiện tại Hương Giang, Đình Tú đã hẹn hò được hơn một năm. Hương Giang và Đình Tú được đánh giá là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Cuộc sống thực sự của nữ diễn viên 8X đóng quá phụ đánh đá trong Cô Gái Nhà Người Ta. Hương Giang Mặt To hiện đang nổi bật trên khung giờ vàng với bộ phim Cô Gái Nhà Người Ta. Cô Gái Nhà Người Ta lấy bối cảnh của một làng quê truyền thống chịu nhiều biến động dưới tác động của đô thị hóa. Hóa thân vào vai các thanh niên làng và diễn viên trai xinh gái đẹp, tất cả được tạo hình chân quê, mộc mạc, gần gũi, hứa hẹn sẽ thu hút khán giả và đem lại nhiều điều mới so với những bộ phim cùng đề tài. Ngoài những cái tên nổi bật như Phương Oanh, Việt Bắc thì còn có diễn viên Hương Giang, Mặt To. Nữ diễn viên sinh năm 1989 góp mặt trong bộ phim với vai Mận, một quá phụ bán hàng ở chợ quê. Mận tính thẳng, nói năng, bốc chát, không e sợ ai. Vì thằng quá, nhiều khi hóa vô duyên, người lớn trong làng không ai ưa, đám thanh niên thì chê bai cho rằng Mận có số sát phù. Nói về nhân vật Mận, Hương Giang chia sẻ. Đổi lại, nhân vật Mận hoàn toàn có quyền lựa chọn, từ chối hay đồng ý. Trong trường hợp này, cô ấy chấp nhận, nghĩa là bản thân cô cũng khao khát cái hạnh phúc dù là ngắn ngủi. Tôi cho rằng tình tiết này như gửi gắm một thông điệp rằng hãy trao yêu thương và nhận lại hạnh phúc khi còn có thể, đừng để đến khi muộn rồi phải hối tiếc. Trước khi gây ấn tượng với vai diễn quá phụ Mận, Hương Giang Mặt To đã từng thành công với vai Trầm, cô nàng đồng đảnh trong bộ phim Sống Chung Với Mẹ Chồng. Ở phim này, Trầm là một đồng nghiệp xinh đẹp nhưng lại hay bị ghen tị với Vân, nữ chính do Bảo Thanh đảm vai. Cô gái có tính tình đồng đảnh, tiểu thư và ham vật chất, cô dựa dẫm vào các đại gia để mua nhà áp dụng chính sách 202 có. Quan điểm này đã khiến nhiều người tranh cãi. Hương Giang Mặt To chia sẻ, cô được đạo diễn chọn vào vai vì đẹp. Trước đây, cô từng tham gia vào những vai diễn cô gái nông thôn, miền núi có tính cách hiền lành, chịu đựng. Nếu như ở trong những bộ phim gần đây, Hương Giang Mặt To thường đảm nhận vai diễn ghê gớm, đanh đá, thì ngoài đời tính cách của cô lại nhẹ nhàng, dễ chịu. Bước qua tuổi 30, nhưng Hương Giang vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp. Cô cho rằng
hôn nhân có thể là nấm mồ của tình yêu, vì cuộc sống hôn nhân khiến con người bị chi phối quá nhiều, không chỉ là cơm áo gạo tiền mà còn là các mối quan hệ xung quanh. Việc giữ lửa trong tình cảm cũng như dĩ hòa vi quý các mối quan hệ không phải là điều dễ dàng. Nói về vấn đề này, Hương Giang đã trải lòng. Chúng ta lớn lên ở với bố mẹ đẻ còn gặp phải không ít vấn đề, huống hồ đến cha mẹ chồng. Sự khác biệt về tuổi tác, tâm sinh lý, lối sinh hoạt sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Mẹ chồng nào có tư tưởng cho con ra ở riêng mới hiện đại và đáng nể. Không chỉ cởi mở trong quan điểm về hôn nhân, Hương Giang còn thoải mái về chuyện yêu chân dài đại gia. Cô cho rằng điều đó là bình thường, nhưng với bản thân thì cô không thích phải sống dựa dẫm vào người khác. Hương Giang nói, một phụ nữ đẹp thôi chưa đủ mà cần phải có cái đầu thông minh và quan niệm sống độc lập. Một người chỉ yêu mình vì cái đẹp thì cũng sẽ rơi bỏ mình vì những người đẹp hơn. Người đẹp cho biết cô thích là người phụ nữ độc lập về tài chính, có khả năng tự lo cho bản thân và con cái. Chính vì vậy, cuộc sống ngoài công việc diễn xuất, Hương Giang còn chăm chỉ nhận show MC từ truyền hình đến các sự kiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.